rất nhiều những kiến thức đào sâu về FVG. Mình quay video này vào lúc 12 giờ trưa và đây là 2:50 sáng, nghĩa là mình đã ngồi máy tính 15 tiếng đồng hồ, 15 tiếng 16 tiếng rồi, mình không biết nữa, tầm đấy. Nó sẽ có rất nhiều kiến thức hay ho, mình đã tốn một đống thời gian và để mà hiểu hết những cái nghiên cứu của mình, các bạn chỉ cần nó ngồi nó khoảng một tiếng đồng hồ thôi, ok? Thì đây là tâm huyết của mình, mình mong các bạn có thể xem và hoàn thành tất cái video này giúp mình, giúp các bạn. Vậy hôm nay chúng ta sẽ đến với video số 3 về FVG. Nhưng mà trước tiên tới video số 3 thì mình muốn giải đáp thắc mắc cho bạn đã xem video số 1 và video số 2. Giải đáp thắc mắc. Và nếu các bạn không quan tâm đến phần giải đáp thắc mắc này, các bạn có thể tua đến cái video số 3, ok? Hoặc là nếu các bạn chưa xem video số 1 và video số 2, mình khuyên các bạn nên xem lại video số 1 và video số 2 rồi các bạn mới xem cái video này. Các bạn có hỏi mình hai cái câu hỏi chính liên quan đến, một là FVG chụp hình đáy và hai là liên quan đến breakaway FVG. Thì câu hỏi thứ nhất là liên quan đến FVG chụp đỉnh đáy. Các bạn hỏi mình là FVG không chụp đỉnh đáy dốc đến mà chụp đỉnh đáy thân đến có tính không? Chẳng các bạn nào quên mất FVG chụp đỉnh đáy là gì? À, những FVG như thế này có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó di chuyển cơn sóng, ví dụ cơn sóng 3 này không? Sóng 3 này giá sao? Giá nó phá qua cái đỉnh cũ, xá phá qua đỉnh cũ, hoặc là nó phá qua cái đáy cũ, đúng không? Mà trong lúc đấy nó tạo ra một cái FVG, nó trùng với cái đỉnh đáy cũ này, trùng với cái đỉnh cũ này, thì nó là FVG trùng đỉnh đáy cũ, FVG trùng đỉnh đáy. Thì những FVG này nó mạnh hơn bình thường. Thì các bạn ấy vừa hỏi mình là vậy thì mình tính là FVG đấy trùng, là mình sẽ tính từ cái thân đến là đoạn này hay từ cái dâu đến? Thì câu trả lời là cả hai, ok các bạn. Ví dụ như là đây là thân đến, đây là dâu đến. Vậy thì ví dụ FVG ở đây thì nó vẫn là FVG trùng đỉnh đáy, nó vẫn trùng cái thân đến này. Nếu mà FVG trùng cái dâu đến này thì sao? Thì nó vẫn là FVG trùng đỉnh đáy, ok. Nhưng mà trong một số trường hợp, ví dụ như là FVG nó phi thẳng như này, có một dâu đến nó dài quá này, thì chúng ta sẽ bỏ qua, chúng ta không biết được nào một lần để bỏ qua vì cái dấu đến này dài quá. Ok, và các bạn có hỏi mình thêm một câu hỏi nữa, đó chính là FVG, trong cái FVG không trùng đỉnh đáy, trùng đỉnh đáy thì FVG bị phá thì làm sao? Thì mình có sử dụng những FVG bên dưới được không? Đây, có nghĩa là trong trường hợp chúng ta có một FVG trùng đỉnh đáy đây, FVG rất mạnh, thông thường là giá nó sẽ tới đây đúng không? Nó tăng tiếp. Nhưng mà nếu mà nó phá qua thì sao? Thì sẽ có cái cơ hội nào mà để giá kiểu nó giá test trên cái vùng FVG này và giá sẽ tăng lên lại tiếp được không? Câu trả lời của mình là rất thấp, khả năng sẽ là rất thấp. Bởi vì sao? Bởi vì suy nghĩ logic thôi. Cái FVG trùng đỉnh đáy là cái FVG mạnh hơn bình thường. Vậy một cái FVG mạnh hơn bình thường mà nó còn không giữ được giá, mà còn không để giá tăng lên tiếp, thì làm sao những cái FVG thông thường bên dưới này nó để giá lên được tiếp, đúng không? Thì là tư duy ở mặt logic. Còn tư duy ở mặt bình thường, nó ở mặt bình thường thì về bản chất, để mà một cái giá tăng tiếp được, để mà xu hướng tiếp diễn, để mà giảm tiếp được, để mà tăng tiếp được, thì chỉ có hai trường hợp. Một là giá nó sẽ cái vùng FVG này rồi đi liên tiếp, thị trường sẽ đưa ra cái FVG để giá nó cân bằng và đi liên tiếp. Hoặc thứ hai là giá sẽ lui xuống, nó sẽ hồi sâu vào trong để nó quét đáy, để nó quét những cái đáy ở trong này, nó tìm kiếm thanh khoản, rồi khi nó có đủ thanh khoản nó mới đẩy lên tiếp được, đúng không? Thế nên là không liên quan gì đến FVG cả, không liên quan gì đến FVG trong này. Đấy. Và trong một nhiều trường hợp ấy, ví dụ là nó quét đỉnh ở đây đúng không, quét đỉnh ở đây hoặc là quét đáy ở đây mà sao mà nó break rồi này, break qua cái này, thì nhiều khi nó còn được gọi là phá vỡ giả, nó còn gọi là quét thanh khoản nữa. Đấy, ví dụ bạn đang trong xu hướng giảm này mà gặp một quét thanh khoản lợi trong bên sell này, nhiều khi nó còn sập sâu, nó còn sập sâu phá vào cả những cái đáy này cơ. Nên là câu trả lời của mình ấy, nếu mà giá nó break qua cái FVG này, break qua cái FVG này, thì những cái FVG bên trong này không có nhiều giá trị nữa, nó sẽ là FVG yếu hơn bình thường. Tiếp theo là câu hỏi liên quan đến breakaway fair value gap, breakaway FVG. Thì các bạn có hỏi mình là
Ok, nếu giá hồi về breakaway FPG mà giá chưa quét thanh khoản hay tới FPG khác thì sao? Sau mình đã chỉ các bạn rồi, mình đã chỉ các bạn là khi mà tạo ra một cái breakaway FPG ấy thì giá sẽ có tính đẩy. Đẩy nghĩa là sao? Là giá sẽ không muốn hồi về cái vùng FPG này mà muốn lên tới cái vùng thanh khoản gần nhất, giá nó sẽ lấy thanh khoản gần nhất, hoặc là giá nó sẽ tới cái vùng FPG giảm gần nhất, FPG ngược xu hướng gần nhất, đúng không? Nhưng nếu mà giá nó vừa tạo ra breakaway family cup, breakaway FPG mà nó lại hồi về cái vùng FPG luôn thì đây sẽ là FPG yếu, FPG yếu. Và như bạn hỏi mình là thế nếu mà giá nó đi đúng như breakaway FPG mà nó đi xong rồi, ok, hoặc là tới cái FPG giảm xuống rồi mà xuống đây thì sao? Nếu mà nó hoàn thành sức bụng mình rồi, nó lấy xong ít nhất được thanh khoản rồi thì FPG này sẽ biến thành FPG bình thường, nó không còn là FPG yếu nữa, nó sẽ không còn là FPG đáng ngờ nữa. Nhưng mà nếu nó chưa lấy nó xuống luôn, đây sẽ là FPG đáng ngờ, FPG yếu, FPG đáng ngờ. Ok, vậy là mình đã xong cái câu hỏi, xong câu hỏi trong video số 1, video số 2 chúng ta sẽ đến với kiến thức của video số 3. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có 6 bài học liên quan đến FPG. Và cả 6 bài học này đều là kiến thức thực chiến hết. Nên là ok, bắt đầu à. Chúng ta sẽ rất quan tâm đến thời gian trong FPG. Tại sao chúng ta cần quan tâm đến thời gian trong FPG? Bởi vì là thời gian nó dẫn tới sự biến động. Và tại sao chúng ta sẽ quan tâm sự biến động? Bởi vì hầu hết thời gian trong thị trường đều đi ngang, thị trường hầu hết đều đi ngang hoặc là điều chỉnh để mà giá đẩy tạo xu hướng mới thì nó chỉ chiếm phần nhỏ khoảng 20%, còn hầu hết 80% thị trường đều đi ngang hoặc là điều chỉnh, nó không có nhiều sự biến động. Mà chúng ta giao dịch theo xu hướng, chúng ta bảo là trader phân tích kỹ thuật thì sao, thì chúng ta sẽ muốn là đỉnh đáy mới sẽ tạo ra nhiều hơn, chúng ta sẽ muốn cái tỷ lệ chúng ta cao hơn, đúng không? Vậy thì chúng ta phải đợi, chúng ta tìm những khung thời gian nó thanh khoản càng nhiều, thời gian thanh khoản nhiều thì biến động cao, biến động giá di chuyển nhiều hơn, giá di chuyển nhiều hơn thì tạo ra đỉnh đáy mới nhiều hơn, xu hướng rõ ràng hơn thì có lợi thế cho chúng ta giao dịch hơn, tỷ lệ R chúng ta cao hơn, đúng không? Và chúng ta sẽ muốn giao dịch ở những đoạn thời gian, những khung thời gian tốt, những cái thời gian có lợi thế cho chúng ta. Và tính nữa chúng ta sẽ biết một tính chất khác về FPG. FPG được tạo ra ở một số khung thời gian đặc biệt, số cái thời điểm đặc biệt ấy, thì FPG đấy sẽ mạnh hơn FPG bình thường. Kế thực chiến. Nhưng mà trước tiên ấy, thì mình muốn chứng minh cho bạn rằng là hầu hết thời gian trên thị trường đều đi ngang và điều chỉnh, là không có nhiều sự biến động. Để mình thử tìm cho bạn một vài ví dụ. Đây, ví dụ trong trường hợp này, các bạn có thể nhìn thấy là nó đi ngang, điều chỉnh tận 2 ngày, gần 3 ngày, thậm chí là tích lũy bao nhiêu, tích lũy 2 ngày. Và các bạn biết là nó điều chỉnh nó bao nhiêu thời gian để nó đẩy không? Giá đi xu hướng ấy, chỉ mất được đó khoảng 20 tiếng, đúng không? Đoạn này, để nó sideways mất tận 1 ngày, để nó điều chỉnh, nó mất 2 ngày 12 tiếng, 2 ngày rưỡi. Thế mà để giá đẩy xuống theo xu hướng chính ấy, để giá đi theo xu hướng, không phải, đây không phải 2 ngày, nó chỉ mất đâu đó khoảng 10 tiếng, bởi vì là cái đoạn này là chắc là tự chuyển ra từ thứ 6 đến thứ 2 tuần sau, bỏ thứ 7 chủ nhật đi, nó tính 2 ngày đấy, hiện ra là chỉ là đâu đó khoảng, bỏ trừ 2 ngày đi, nó là 12 tiếng. Các bạn thấy đa số ấy, thời gian thị trường là nó đi sideways và nó điều chỉnh. Ví dụ đây là xu hướng giảm, các bạn nhìn thấy nó điều chỉnh bao nhiêu, điều chỉnh 5 ngày, mà đi xu hướng giảm có đây 5 ngày là 5 ngày ạ, à, đây chỉ có 2 ngày thôi là phá đáy rồi. Thậm chí sideways, đây sideways, sideways bao nhiêu, sideways 4 ngày mà để đi xu hướng chính ấy, không mất 2 ngày đâu. Vậy là đa số thời gian trong thị trường nó đi sideways và điều chỉnh, chứ để đẩy xu hướng chính ấy thì nó rất ngắn, thời gian đấy nó rất ngắn, nó chỉ là khoảng 20% thôi, 30% tầm đấy. Thì có nghĩa là chúng ta phải biết được rằng, phải xác định được rằng ấy, lúc nào thị trường nó biến động, đúng không? Thì chúng ta có lợi thế trong giao dịch, thì chúng ta biết là khi nào giá sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng đấy, khi nào mà cái lệnh của chúng ta có xác suất thắng cao hơn. Vì cứ thử ví dụ nhá. Đây, thử ví dụ bạn có một cái lệnh giao dịch,
một lệnh sell đi, thị trường xu hướng giảm, bạn có một lệnh giao dịch sell đấy, và bạn take profit ở đây, stop loss này, take profit dưới này. Vậy để giá xuống dưới này thì sao? Thì thị trường phải có lực đẩy, phải có lực đẩy đúng không? Mà để có lực đẩy thì phải có biến động, phải có độ biến động, và để có độ biến động nó phải có thanh khoản, đúng không? Phải có nhiều người giao dịch thì giá nó mới từ trên đây nó phá đáy, nó xuống hẳn dưới đây được đấy, thì nó phải có biến động. Nhưng mà nếu bạn giao dịch mà hôm ấy chẳng có tin tức gì cả, mà hôm đấy mà ở trong cái phiên giao dịch của châu Á đi, mà giao dịch cặp Âu, mà giao dịch mà thời gian châu Á đi, thì thị trường chỉ đi sideways này, rồi cả stop loss của bạn thôi đấy. Bởi vì nếu mà để sideways quá trong cái FVG thì FVG sẽ yếu đi mà đấy, nghĩa là không có lý do gì để mà giá có thể xuống đây cả. Nếu mà không có thanh khoản, nếu mà không có biên độ thì làm sao mà giá nó có lực đẩy xuống dưới đây được, đúng không? Thì để mà cái lệnh của bạn có thể check profit ý, thì thường những giao dịch của bạn nên ở trong giai đoạn là có biến động, nó chỉ sideways thôi. Và thường ấy, kinh nghiệm thực chiến này, giao dịch ở sideways thường mọi người đều thua cả. Chỉ cần biết, chỉ cần loại bỏ được những khung thời gian bạn không cần giao dịch, những khung thời gian bạn không nên giao dịch, những ngày bạn không nên giao dịch, là kết quả giao dịch của bạn có thể cải thiện gấp đôi rồi. Mình không nói quá về con số gấp đôi, có nghĩa là có những thời điểm, có những ngày và giao dịch sẽ có lợi thế hơn với bạn dù cái khả năng hoạt kém. Và đa số mọi người thua cuộc ấy là bởi vì mọi người đều giao dịch trong thị trường đi ngang, 80% là đi ngang. Mà nếu bạn xác định được khung thời gian nào là giá sẽ di chuyển tiếp tục vào xu hướng thì gần như là bạn nắm thóp được khi nào mà giá sẽ có những quyết định quan trọng luôn, đúng không? Ok, vậy thì mình đã chứng minh xong, và mình cũng đã nói qua về việc chúng ta nên giao dịch khi giá có biến động, chúng ta nên giao dịch nên theo trend, giao dịch theo xu hướng để có tỷ lệ error cao hơn và những cái vị thế đẹp hơn. Tiếp theo mình sẽ nói đến là liên quan đến phần cơ hội. Vậy là nếu mà các bạn không biết cách dự đoán lúc nào thị trường sẽ có biến động mạnh, lúc nào thị trường sẽ đưa ra những quyết định quan trọng, lúc nào thị trường sẽ đổi xu hướng, không biết cách dự đoán biến động bằng thời gian đấy, thì thường các bạn sẽ để lỡ cơ hội. Có nghĩa là giá đã chạy mạnh rồi, các bạn biết là ô thị trường bây giờ bắt đầu biến động đấy, kiểu các bạn sẽ lỡ cơ hội, có tỷ lệ error các bạn sẽ không đẹp, không bắt được chọn một cơn sóng. Thế nên là chúng ta có thể sẽ dự đoán khi nào thị trường đi đẹp, khi nào thị trường bắt đầu đi ra xu hướng chính, khi nào cái lệnh chúng ta nên vào lệnh thông qua yếu tố thông qua yếu tố thời gian. Đây, chúng ta sẽ dự đoán khung thời gian giá sẽ biến động, khi nào giá sẽ biến động, ngày nào giá sẽ biến động mạnh. Thường có hai cách dự đoán chính là theo lịch kinh tế và theo Q zone, nghĩa là phiên. Và tính nữa mình sẽ chỉ là tại sao những cái điều này sẽ khiến cái FVG của chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Cứ lấy lại ví dụ này, trên đỉnh chất ấy, những cái setup như này nó xuất hiện rất nhiều, những cái FVG nó tạo ra liên tục. Nhưng mà để mà giá nó di chuyển mạnh như này, phá vỡ những đỉnh đáy cũ, giá nó di chuyển tới những cái vị trí nó quan trọng, thì thường lúc đấy thị trường phải có tin tức gì đấy, hoặc là thị trường nó phải có nhiều người tham gia, phải có biến động lớn, thì giá bắt đầu mới di chuyển ra xu hướng, giá nó bắt đầu ngừng sideways. Đấy là kinh nghiệm thực chiến. Vậy nên trong trường hợp là bạn có một lệnh sell ở đây, đúng không? Mà tin tức vừa tới, hoặc là hôm đấy ngày biến động, hoặc là đấy phiên biến động, thì có phải là giá sẽ tới take profit dễ dàng hơn rất nhiều không? Đúng không? Kiểu nó có thanh khoản, mà có thanh khoản thì nó mới có lực đẩy, nó mới di chuyển được, nó mới phá vỡ đáy, nó mới tạo ra xu hướng mới được, đúng không? Và trên thực chất ấy, có hai cách để các bạn dự đoán được không thời gian giá sẽ biến động. Một là chúng ta sẽ nhìn lịch kinh tế để chúng ta có thể giao dịch không thời gian lớn. Tuy nhiên rất nhiều bạn giao dịch ngắn hạn với cả tin tức, nhưng mà đối với mình chắc là mình thuận giao dịch tin tức ở không thời gian lớn hơn. Thì có hai cách dự đoán không thời gian giá sẽ biến động. Một là nhìn lịch kinh tế, các bạn nhìn thấy ví dụ như là chúng ta có thể dễ dàng biết được là hôm thứ tư và hôm thứ năm thị trường sẽ biến động nhiều hơn, kiểu bởi vì các bạn nhìn thấy tin tức chủ yếu là diễn ra vào hôm thứ tư và hôm thứ năm. Đây là ví dụ như là hôm thứ hai, đúng không? Nhìn thấy hôm thứ hai chả tin tức gì. Hôm thứ ba thì ok, mạnh giá có một tin tức đỏ. Còn hôm thứ tư thì sao? Hôm thứ tư rất nhiều tin tức đỏ, đúng không? Đấy. Hôm thứ năm thì sao? Đây, rất nhiều tin tức đỏ về USD. Hôm thứ sáu thì ok, cũng quan trọng. Nhưng mà thường chúng ta sẽ biết là đấy, hôm thứ tư, hôm thứ năm thì chúng ta sẽ biến động nhiều hơn bởi có nhiều tin tức hơn. Và nếu chúng ta đang ví dụ giao dịch không H4 mà chúng ta đang nhìn thấy có cản ở đây, có cản H4 ở đây mà giá tới cản đấy, dự cản giảm nhé, giá tới cản đấy, hồi cản đấy, mà đúng lúc đấy lại có tin, ngày hôm đấy là có tin tức quan trọng, thì có phải là cái
cả H4 đấy nó dễ đẩy xuống đâu, dễ có thanh khoản đến đẩy xuống đâu đấy. Chứ có thể một giao dịch như thế, nhưng mà mình thì không chuyên về tin tức, mình không tư vấn cho bạn nhiều được. Còn giao dịch theo ngày thì có lẽ là cái trường hợp này rất phổ biến hơn, là chúng ta sẽ giao dịch theo Qzone, là những cái phiên biến động kiểu Qzone châu Á, Qzone châu Âu các thứ. Nhưng mà đối với mình nhá, sau để các bạn có thể giao dịch FVG tốt hơn này, FVG tốt hơn, đây là một cái tip mình học từ ông Ajo, đó chính là các bạn sẽ giao dịch, chú ý bạn sẽ giao dịch ở khung thời gian của London và New York. Các bạn sẽ giao dịch vào 2 giờ sáng đến 10 giờ sáng giờ New York, có nghĩa là UTC-5 hoặc là UTC-4, có nghĩa chỉ là New York ấy. Đấy. Kiểu thỉnh thoảng, ví dụ như là vào mùa hè thì New York sẽ là UTC-4, còn mùa đông sẽ là UTC-5. Đấy. Thì bạn giao dịch vào, các bạn cứ chỉnh New York được, các bạn giao dịch vào 2 giờ sáng đến 10 giờ sáng giờ New York. Ok. Và hãy tập trung giao dịch vào những cặp liên quan đến trời Âu, những cái cặp mà vừa có cái chữ USD, vừa có những cặp liên quan đến nước châu Âu. Ví dụ như cái cặp như kiểu là USD, GBP thì các bạn không nên giao dịch. Bởi vì sao? Bởi vì tuy rằng là nó có USD ở đây, có nghĩa là nó có New York ở đây đấy, có New York, nhưng mà đây là một cặp châu Á, nó có GBP ở châu Á. Vậy là nó sẽ không hoạt động hiệu quả nhiều trong giờ London, mà nó chỉ hiệu quả trong giờ New York thôi. Là bởi vì là New York lại sẽ cho đô la. Cứ hiểu nôm na là các bạn sẽ muốn giao dịch những cặp như là GBP, USD, GBP, USD, Euro, USD, những cặp châu Âu, USD hoặc là USD gạch châu Âu, những cặp như vậy. Và vào khung thời gian 2 giờ sáng đến 10 giờ sáng giờ New York. Những cái FVG được tạo ra ở những cái vùng Qzone, tạo ra ở khung thời gian này, nó sẽ mạnh hơn và trên những cặp này. Đây là một cái tip. Chúng ta thử nghiệm không nhỉ? Đây, ví dụ cặp GBP USD đi. Chúng ta sẽ tìm ra những cái đoạn từ khung 10 giờ nhé. Ví dụ mình chỉnh đây là New York rồi. 10 giờ sáng. 10 giờ sáng đây. Để xem mà nó còn quay không nhá. Đấy, vẫn còn quay này. Mình sợ quay lại mình đó. 10 giờ sáng. Đến 2 giờ. Ok. Sau một số đoạn. 10 giờ sáng này. 10 giờ sáng. Tới 2 giờ. Ok, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Chúng ta tìm Fibonacci. Chúng ta muốn giao dịch trong ngắn hạn đây, chúng ta sẽ không muốn cái sử dụng cái break away Fibonacci nha, chúng ta chỉ dùng Fibonacci bình thường thôi. Ví dụ ở đây chúng ta có Fibonacci rồi. Đây là breakaway không? Đó, đây là breakaway Fibonacci này. Ok. Không, đây là Fibonacci bình thường. Đây. Cái nến số 3 đóng dưới cái nến số 2. Fibonacci bình thường, giá chạm vào FVG rồi. Nó ăn thanh khoản vùng này. Ăn thanh khoản vùng trên này. Các bạn có thể đâu đó ví dụ mua ở đây. Stop loss ở dưới này. Đấy, chơi một fit ở trên này. Đúng không? Vẫn được 2R đúng không? Đấy. Theo. Ok. Chúng ta có một cái fair value gap ở đây. Giá sao? Tới vùng cản này. Ok, sập xuống. Fair value gap. Chúng ta tiếp tục có một cái fair value gap ở đây, nhưng mà giá nó chưa test fair value gap đấy. Ok, vậy là hết rồi. Hết từ 2 giờ đến 10 giờ rồi. Tiếp tục vậy. Tìm những fair value gap ở khung này nhá. Khung này. Đây là từ 2 giờ đến 10 giờ đây. Fair value gap ở đây. Đầu tiên là có một fair value gap tạo ở ngay đầu. Đó chính là đây, giá nó hồi xuống rồi phi lên. Ok, phi lên. Fair value gap này là chính xác. Đây có phải fair value gap không? Đây là breakaway gap và không tính. Đây là breakaway gap và không tính. Đây là fair value gap. Giá tạo fair value gap ở đây. Giá hồi lên cái fair value gap này, giá phi xuống. Ok. Vậy là tỷ lệ chính xác khá cao chứ. Tiếp tục mình sẽ thử. Nếu là chúng ta, nhưng mà như thế này, nếu mà chúng ta chỉ test từ 2 giờ đến 10 giờ với cả cái fair value gap khung M15 thôi, thì có vẻ như chúng ta có khá ít kèo đúng không? Vậy thì mình nghĩ các bạn có thể sử dụng fair value gap ở khung M15 nữa.
để xem test là Final Cut M5 có tác dụng nhá. Ví dụ đi. Tự bỏ đoạn này chứ nhá. Chúng ta có Final Cut ở đoạn này. Giả tới một Final Cut này, bật lên. Ok. Đây gọi phải là Final Cut. Đây không phải. Đây không phải. Đây. Chúng ta có Final Cut ở đoạn này, ba cái nến này. Có vùng này, giả tới, sập xuống. Ok. Chúng ta có Final Cut ở cái đoạn này. Đoạn này, ba cái nến này, 1 2 3. Giả tới nhưng mà nó phá qua rồi nó sập xuống. Nhưng mà ấy, cái này cái Final Cut này thất bại đúng không? Thì mình sẽ giải thích tại sao nó thất bại. Là bởi vì cái tính hút, cái lực hút, cái tính chất hút của Final Cut không phải gian lớn hơn. Đấy, bởi vì thì mình sẽ nói qua ngay bây giờ. Đó chính là bởi vì các bạn biết là với những cái Final Cut không phải breakaway Final Cut, đối với những cái FVG bình thường ấy là sẽ có tính hút, nên là giá sẽ hút vào trong con này. Ở khung M15 chúng ta có một cái Final Cut này. Vậy giá sẽ muốn hút, nó giá sẽ muốn test cái Final Cut này rồi nó xuống. Không, thế nên là ấy, cái Final Cut này nó không mạnh lắm. Bởi vì sao? Bởi vì giá cần phải hút cái Final Cut này rồi mới xuống tiếp. Nên Final Cut không mạnh lắm. Thế mình sẽ đi sâu vào nó hơn. Fair value gap. Có một cái rất là nhỏ nhỏ ở đây, coi như không tính đi. Có một cái nhỏ nhỏ ở đây, không tính đi. Nhưng mà có thể để ra tới nó bật lên, nhưng mà thôi, nhỏ, không tính. Ok, chúng ta có một fair value gap ở đây. Giá tới fair value gap. Rồi. Giá ăn ở vùng này, ăn lên khoảng. Ok, giá bật lên, ăn ở vùng này. Tốt. Chúng ta có một fair gap không lớn như này. Nhưng mà cái fair gap này đã thất bại. Ok, không ăn. Chúng ta có fair gap ở đây. Giá hồi xuống fair gap này, phi lên. Chúng ta có fair gap ở đây. Giá hồi xuống fair gap này, đi lên. Chúng ta có fair gap có thể giao dịch được ở đây. Giá hồi xuống Fair Value Gap này, đi lên. Fair Value Gap được tạo ra ở cái khung thời gian Q zone này, khung thời gian từ 2 giờ đến 10 giờ này, ở trên những cái cặp liên quan đến châu Âu và USD khá mạnh. Để tìm ở trong này nhé, trong cái khung này. Ok, bài tập các bạn có tìm Fair Value Gap ở những khu vực này không? Xem nào. Fair Value Gap. Mấy cái Fair Value Gap nhỏ quá mà không cần phải để ý đâu. Chúng ta có Fair Value Gap ở đây. Nhưng mà cái Fair Value Gap này bị thất bại à? Chúng ta có cái Fair Value Gap ở đây. Nhưng mà cái Fair Value Gap này cũng bị thất bại đâu. Thật ra cái việc là bình thường, các bạn không thể nào mà trông chờ được. Nhiều khi Fair Value Gap, các bạn chỉ cần cái Fair Value Gap nó hoạt động trên 40% thôi. Trên 40% thôi, đó là quá tốt rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là thường những kèo chúng ta tỷ lệ error phải trên 2 đúng không? Đấy. Thì 40% tỷ lệ thắng trên 2 error là bạn lãi rồi. Trong trường hợp này, thường cái tỷ lệ thường fair value gap được tạo ra ở trong cái vùng Q zone này có giá trị hơn rất nhiều. Chúng ta có thể test. Thế là các bạn không phải trông chờ, chúng ta phải áp dụng fair value gap với rất nhiều những cái lý thuyết khác. Mình chỉ các bạn đâu đó gần chục tính chất về fair value gap cơ. Hơn 10 điều về Fair Value Gap để đánh giá xem là cái Fair Value Gap nào mạnh hay yếu. Đấy thì yeah, bị thua lỗ 2 cái là rất bình thường. Nhiều khi các bạn thua lỗ cả 6 cái một lúc, 6 cái Fair Value Gap không một test thì sao, đúng không? Cái này là Fair Value Gap giờ tới rồi nó phi lên. Đây có một cái lý thuyết sau này mình chỉ các bạn, tí nữa mình chỉ các bạn. Đó chính là cái Fair Value Gap nó disrespect cái Fair Value Gap khác. Thì ok, với là bạn hiểu sao là giá nó đóng trên cái cây Fair Value Gap này đúng không? Thì nghĩa là sao? Là giá không tôn trọng cái Fair Value Gap này. Và sau khi nó đóng trên cái Fair Value Gap này rồi, nó lại tạo ra một cái Fair Value Gap khác. Thì đây là Fair Value Gap. Cái này này, Fair Value Gap disrespect Fair Value Gap, không tôn trọng FVG cũ. FVG này không tôn trọng FVG này. Thế nên là FVG này sẽ mạnh hơn bình thường. Tiếp mình sẽ đi chi tiết sau. Thì có vẻ như là khi tới FVG này giá phi lên luôn. Ok. Có một FVG ở đây nhưng mà có vẻ giá không chạm tới. Không cần nào dễ nhận dạng chút nhỉ.
sao vậy quá. Đây. Mọi FPG đây. Giả tới FPG. Sắp xuống. Ok. FPG này, ba cái nến này, 1 2 3. Tiếp thôi. Giả tới FPG đây. FPG tạo đây, giả tới. Phi lên. Ok. Bạn thấy không? FPG được tạo ra ở khung gian kill zone này nó khá mạnh hơn so với những FPG bình thường. Ok, vậy là đây là xong một mẹo rất hay nhá. Xong mẹo rất hay này. Nhớ cho mình. Những cái FPG tạo ra ở trong vùng kill zone London và New York, nghĩa là cụ thể là 2 giờ đến 10 giờ sáng giờ New York, ở trên cái cặp châu Âu và USD thì nó sẽ khá mạnh. Okay, đáng gọi chú ý. Cái yếu tố số 3 mình vừa nói liên quan đến cái vấn đề lực hút khiến FPG yếu đi. Cái này mình đã nói qua rồi đúng không? Mình nó qua rồi, giờ mình nói lại tiếp. Có phần nào mình ghi chú ở đây không nhỉ? Ok, thì về cơ bản để cho bạn dễ hiểu ấy. Tụ thị trường đi trong xu hướng giảm này. Giảm thế này. Đúng không? Giá có một tạo FPG không M15 ở đây. M15 ở đây. Tụ đây là FPG không lớn đi, M15. Và đây không phải là breakaway FPG. Đây là FPG mạnh. FPG mạnh nhá. Đây là FPG mà chúng ta sẽ muốn giao dịch ngắn hạn. Đây là FPG bình thường, không phải FPG breakaway. Thì sao? Thì FPG sẽ có tính hút, là giá sẽ muốn hút vào cái vùng này, giá sẽ muốn hồi về vùng này. Ok. Nếu mà giá không hồi vùng này mà nó phi luôn đấy, thì lần sau nó test cái vùng này thì vùng này bình thường không mạnh lắm đâu. Nó sẽ yếu hơn đấy. Nhưng mà giả vụ nó vừa tạo xong đúng không? Thì giá sẽ muốn hồi tới vùng này rồi nó đi xuống. Nhưng mà sao? Ví dụ chúng ta có thể nhìn thấy là có một vài cái FPG nhỏ nhỏ khung M5 ở đây. 5. M5 ở đây. Vậy thì bạn có nên giao dịch với FPG khung M5 này không? Kiểu câu trả lời là không, bởi vì những FPG này đã bị yếu đi rồi. Yếu tại sao? Bởi vì FPG M15 có lực hút. FPG M15 là FPG khung lớn hơn mà nó có lực hút. Mày quay chưa nhỉ? Ok, quay rồi. Nó có lực hút thì khả năng nó phải hút vào khung M15 trước rồi nó đi xuống. Chứ rất ít khả năng là nó tới những cái vùng M5 này mà nó di chuyển xuống được. Bởi vì nó phải hút lên mà. Không, nó phải hút tới cái vùng FPG gần nhất này. Tương tự như cái trường hợp lúc nãy chúng ta nói qua. Nghĩa là sao? Nghĩa là ở đây là cái FPG khung M15. Là FPG khung M15. Đây là FPG M5. Vậy thì chúng ta không phải trông chờ rằng là FPG nó sẽ test FPG khung M5 rồi đi xuống luôn được. Mà nó phải hút xuống cái FPG khung M15 trước rồi nó đi xuống. Vậy thì FPG này sẽ là FPG yếu. Trường hợp FPG này sẽ là FPG yếu. Ok. Tiếp tục. FPG càng gần thì càng mạnh. FPG càng gần càng mạnh sao? Nghĩa là FPG vừa mới tạo ra thì nó sẽ mạnh hơn cái FPG được tạo ra ở Slug Seller. Đúng không? Nghĩa là nếu mà chung cùng một khung thời gian, cùng một cấp độ thời gian, cùng một cấp độ thời gian nhé, là điểm ví dụ cùng là FPG không H1 thì cái FPG vừa được tạo ra nó sẽ mạnh hơn cái FPG ở cơn sóng cũ, hoặc là FPG được tạo ra từ cái đời nào rồi. Đúng không? FPG càng gần càng mạnh. Tiếp theo là FPG ở khung càng lớn thì càng mạnh. Nghĩa là FPG ở khung M15 sẽ mạnh hơn FPG ở khung M5, FPG ở khung H1 sẽ mạnh hơn FPG ở khung M15, FPG ở khung H4 sẽ mạnh hơn FPG ở khung H1. Nó giống như kiểu cái hai cái yếu tố này nó giống như là hỗ trợ kháng cự vậy. Đúng không? Hỗ trợ kháng cự càng gần, hỗ trợ kháng cự gần sẽ mạnh hơn hỗ trợ kháng cự từ xa. Và hỗ trợ kháng cự ở khung thời gian lớn thì nó sẽ mạnh hơn hỗ trợ kháng cự ở khung thời gian nhỏ. Đúng không? Cái này giống hỗ trợ kháng cự. Và cái yếu tố cuối cùng hôm nay mình chỉ các bạn là FPG từ chối FPG khác thì nó sẽ mạnh hơn. Nghĩa là sao? Ví dụ ha. Đây là breakaway FPG. Breakaway FPG. Giá nó không phi lên luôn mà giá nó lại hồi luôn FPG ngay sau đấy thì đây là FPG yếu mà. FPG yếu, FPG đáng ngờ. Quá đáng ngờ. Sau đó không ngoài dự tính của chúng ta, FPG nó đã bị phá. Và cùng lúc sau khi nó bị phá, sau khi nó từ chối, nó không tôn trọng FPG này, nó lại tạo ra một cái FPG khác. FPG khác ngược chiều. Đúng không? FPG khác ngược chiều.
Vậy thì cái FPG mà nó không tôn trọng FPG khác ấy, sau khi nó phá xong mà không tôn trọng FPG này rồi, disrespect FPG này rồi, thì cái FPG được tạo ra sau khi phá, sau khi không tôn trọng FPG cũ, thì FPG mới này sẽ là FPG mạnh hơn. FPG mạnh. Vậy nếu ở đây là FPG mạnh ý, thì giá tới đây xong rồi test nó xuống, đây là FPG mạnh, chúng ta sẽ muốn giao dịch về FPG này. Nhưng mà này, các bạn nhìn thấy không, trong trường hợp này, FPG này có một cái FPG breakaway ở đây. Chúng ta nói là FPG breakaway là FPG cũng bị yếu đúng không? Đấy, thì ví dụ FPG mạnh, chúng ta đã đang ở giữa cái vùng FPG mạnh và FPG yếu, thì thường chúng ta sẽ muốn chọn cái FPG mạnh để giao dịch hơn đúng không? Đấy, thì chúng ta để slot trên đỉnh của cái mô hình 3 sóng này, không có slot giữa này. Thì các bạn, nhưng mà đây là kết quả. Ok, kết quả FPG mạnh chiến thắng. FPG disrespect, FPG không tôn trọng FPG cũ thì FPG sẽ mạnh hơn. FPG không tôn trọng FPG khác ấy. Để xem mình có tìm cho bạn ví dụ nào không trong trường hợp này. Đây, nhìn có luôn này. Ví dụ ở đoạn này là tạo ra một cái FPG. Chúng ta có thể muốn giao dịch sell vào FPG này, nhưng ngay sau đấy giá nó phá qua cái FPG này. Vậy thì đây sẽ là FPG này không được tôn trọng. FPG này đã bị disrespect, FPG này đã bị phá, đã bị không được tôn trọng. Nhưng ngay sau đó giá lại hình thành ra một cái FPG tăng. FPG theo chiều hướng ngược lại. Vậy thì FPG này là cái FPG đã disrespect FPG khác, FPG không tôn trọng, coi như là FPG thông thường đi, tôn trọng. Thì FPG này sẽ là FPG mạnh. Hôm nay ở bên trên đấy, chúng ta sẽ có một cái FPG breakaway. Thì chúng ta nói là FPG breakaway gap. Khi mà nó test luôn mà nó chưa có lấy thanh khoản những vùng dưới này, thì đây là FPG yếu không? FPG yếu. Và chúng ta có thể nhìn thấy giữa một cái FPG mạnh và một cái FPG yếu, thì có phải là giá sẽ muốn test cái FPG này xong rồi phi lên thẳng phá qua cái FPG yếu không? Và đây là kết quả. Hả? Ok, vậy chúng ta đã nói xong về cái FPG mạnh, FPG yếu, FPG không tôn trọng FPG khác, hoặc là FPG từ chối FPG khác thì mạnh. Mình mong các bạn có thể hiểu này, không hiểu thì các bạn có thể comment vào kênh để mình có thể giải thích cho bạn ở trong những video tiếp theo. Vậy là đấy là xong, đâu đó khoảng 10 cái lý thuyết mình đã chỉ các bạn trong video này, mình đã chỉ các bạn tận 6 cái rồi. Hai video kia nữa, khá nhiều đấy. Nhờ có rất nhiều thứ kiến thức liên quan đến FPG sẽ có phần 4, phần 5, phần 6, phần 7, phần 8, phần 9, phần 10. Ai biết kiến thức nó là vô bờ bến đúng không? Kiểu nếu mà mình gặp trong nhiều trường hợp liên quan đến thực chiến thì mình sẽ chỉ các bạn thêm nhiều. Nhưng ok, đến thời điểm hiện tại mình nghĩ là cũng khá đủ để các bạn có thể bắt đầu giao dịch rồi. Video số 4 sẽ là video liên quan đến hệ thống giao dịch. Và các bạn phải về nhà backtest, các bạn phải hiểu rõ video số 3 này. Nó tốn của mình rất nhiều thời gian. Nên mình mong các bạn để hiểu rõ video này vẫn quay chứ. Ai vẫn quay. Thì hiểu rõ. Các bạn hiểu rõ bằng cách nào? Các bạn sẽ ngồi backtest. Backtest những gì mình nói. Backtest về yếu tố thời gian trong FPG, xem là những FPG được tạo ra trong cái vùng Q zone, trong những cái vùng mà mình đã chỉ các bạn, nó có mạnh hơn bình thường không? Hãy backtest đi. Ở trong những cặp châu Âu, trên USD, GPE, USD, Euro, USB, những cặp NZD, USD, những cặp liên quan đến châu Âu, USD hoặc là USD trên châu Âu, thử xem những cặp đấy vào khung giờ này có phải FPG sẽ mạnh hơn không? Thử. Nếu xác suất trên là trên 40% thì nó sẽ rất tốt. Bởi vì các bạn hiểu ấy, là chúng ta đang chỉ test cái FPG, và test cái FPG đấy xong rồi di chuyển thế nào thôi, chứ chúng ta chưa test đến những cái yếu tố khác. Có nghĩa là chúng ta mới sử dụng đến một cái lý thuyết thôi, chúng ta mới sử dụng một cái lý thuyết thời gian trong FPG, chứ chúng ta chưa sử dụng những lý thuyết khác đấy. Thì tự xem là nó phải là nó hiệu quả hẳn không. Chỉ cần lựa chọn khung thời gian hợp lý, lựa chọn những cái phiên hợp lý là cái tỷ lệ thắng chúng ta cao hẳn rồi, và chúng ta đã có món vũ khí mạnh rồi. Mà đây mình có tận 10 lý thuyết cơ, đây chỉ là một lý thuyết mà đã tạo ra tác dụng như thế, là thì 10 cái lý thuyết nó cộng vào thì nó cũng khá xa man các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ ngồi backtest xem là kiểu những cái lý thuyết này đấy, FPG không lớn hơn thì mạnh hơn, hay là lực hút khiến FPG yếu đi. Mình đã giải thích cho bạn rồi, nói là hãy nhìn vào cái đồ thị thực tế, hãy test những gì mình nói các bạn, xem có đúng thật là mình nói chuẩn hay không, đúng không, để tạo ra niềm tin cho các bạn, để xem là các bạn có muốn đồng hành với phương pháp này không. Và test thì mình khuyên các bạn nên test nhiều một tí để các bạn có nhìn khách quan, không phải các bạn có test được vài lệnh thì các bạn sẽ nói là ok phương pháp này thần thánh đâu. Hay là các bạn phải test được rất nhiều lần thì các bạn biết được phương pháp này phù hợp với bạn không, phương pháp này có đúng không, và sẽ ra các bạn một cái niềm tin vào cái phương pháp này. Ok, đã xong đến video số 4 rồi, và video lần sau sẽ là video cuối cùng
mình sẽ làm trên kênh này. Và mình sẽ làm trên TikTok một thời gian, mình sẽ bỏ kênh này một thời gian. Sau mong các bạn được hưởng video này. Mình tốn được nó khoảng đâu 15 tiếng rưỡi tầm đấy để mình làm video này. Các bạn đến đây là các bạn đã ủng hộ mình quá nhiều rồi. Mình cảm ơn các bạn đã xem video cuối cùng này. Và nếu các bạn muốn giúp đỡ mình thêm, share chạy tu tiên người khác, giới thiệu người khác về chạy tu tiên. Nếu các bạn có những bạn bè hoặc là người thân muốn tìm hiểu về trading từ A đến Z mà không biết bắt đầu từ đâu, bạn có thể giới thiệu họ để chạy tu tiên. Bởi vì mình nghĩ mình đi qua kiến thức khá rõ ràng. Okay.